Thưa quý vị, làm cha mẹ ai cũng quan tâm đến sức khỏe của con trẻ, thế nhưng không phải phụ huynh nào cũng đủ kiến thức để nhận biết những bất thường bẩm sinh ở trẻ. Nếu không phát hiện sớm hoặc chậm điều trị có thể thay đổi hình dạng hoặc chức năng và ảnh hưởng tới cuộc sống sau này. Lo lắng, hoang mang là những cảm xúc của người thân em bé này khi phát hiện con trai mình bị ẩn tinh hoàn hai bên và lỗ tiểu thấp. Đáng nói đây là những dị tật bẩm sinh, nhưng phải đến khi có em bé thứ hai, cha mẹ mới phát hiện bất thường của con mình khi so sánh bộ phận sinh dục của hai bé. Thời điểm bé được phẫu thuật đã khá muộn, bỏ qua thời điểm vàng là 8 tháng, hiện em bé đã được 3 tuổi. Khuyết tật sinh dục và tiết niệu là các dị tật sinh dục đứng hàng đầu trong các dị tật bẩm sinh ở trẻ em, song nhiều dị tật không có triệu chứng rõ ràng nên cha mẹ khó phát hiện. Ở chỗ chúng tôi thì các dị tật tiết niệu sinh dục khá là nhiều và cái tỷ lệ nó chiếm khoảng 2/3 tổng số các ca mổ của khoa nhi bệnh viện Việt Đức. Ví dụ như ngày hôm nay chẳng hạn thì chúng tôi có độ khoảng có 8 ca mổ, thì trong đó có đến 5 ca là các dị tật tiết niệu sinh dục. Ví dụ như dị tật ẩn tinh hoàn là một cái dị tật cũng rất hay gặp ở bệnh trẻ nam, là dị tật còn ống phúc tinh mạc và rất hay gặp. Cái quan trọng nhất đó là chúng ta phải phẫu thuật sớm để làm sao để bảo tồn cái chức năng của tinh hoàn, để không ảnh hưởng đến chức năng sinh sản về sau. Dị tật sinh dục bẩm sinh nếu không được chữa trị kịp thời sẽ làm thay đổi hình dạng hoặc chức năng và ảnh hưởng tới cuộc sống sau này. Nhân ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, ngày 27 tháng 5 tới đây, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẽ tổ chức chương trình khám tư vấn miễn phí các dị tật bẩm sinh ở trẻ em. Để đăng ký khám bệnh, quý khán giả vui lòng liên hệ qua tổng đài bệnh viện 1900 1902.